Đến với Đà Lạt những ngày này thì quý vị biết rồi, chúng ta được hưởng một cái không khí cao nguyên, nó lạnh hơn ở dưới đồng bằng một chút. Thế nhưng mà có nhiều người còn lựa chọn lạnh hơn nữa, tức là lên đến tận một cái nơi mà được coi là lạnh nhất Việt Nam, nóc nhà của Đông Dương, đó chính là đỉnh Phan Xipang ở Sapa. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng tham khảo thông tin về Sapa ở thời điểm này nhé. Trong những ngày mùa đông thì du lịch Đà Lạt là một điểm đến nhiều người lựa chọn khi có thời tiết và nhiệt độ lý tưởng. Thế nhưng với nhiều du khách thì họ muốn có những trải nghiệm đáng nhớ hơn, đó chính là nơi lạnh nhất Việt Nam, Lào Cai. Nắm bắt được xu thế này, trong những ngày ở đỉnh núi Phan Xipang, nóc nhà Đông Dương xuất hiện những đợt tuyết rơi và băng giá. Một không khí lễ hội mùa đông không khác gì ở các quốc gia phương Tây đã được tái hiện. Vào những ngày này, đến với đỉnh Phan Xipang, bạn có thể bất ngờ với một ngôi làng tuyết rộng tới hơn 1.000m2 được lấy cảm hứng từ ngôi làng cổ Shirakawa của Nhật Bản và những ngôi làng cổ khác ở Bắc Âu. Chính quyền địa phương và ban quản lý khu du lịch Phan Xipang cũng khéo léo tận dụng các nông sản địa phương để tạo ra những công trình thú vị đậm chất bản địa. Ngoài ra, các hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn cũng đem lại nhiều điểm nhấn cho điểm du lịch, vừa được World Travel Awards 2020 toàn cầu vinh danh là điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới. Điểm đến có phong cảnh thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới này, đó chính là Sapa Phan Xipang, Lào Cai. Vâng ạ, bây giờ đi lên Phan Xipang thì không còn khó khăn nữa rồi, bởi vì chúng ta có cáp treo, rồi là có rất nhiều những cái phương tiện khác, ví dụ như là tàu qua núi nữa, để cho các em nhỏ cùng với gia đình của mình tận mắt, tận tay chạm vào cái đỉnh cao nhất của Việt Nam cũng như là của Đông Dương. Và có lẽ là nói đến nóc nhà Đông Dương thì chúng ta phải một lần lên đến đó để cảm nhận được cái không khí này, rồi được ngắm nhìn cái thiên nhiên xung quanh. Vâng. Cái điều thị giác là vô cùng quan trọng ạ. Quý vị thấy anh em chúng tôi kích cầu du lịch thế nào chưa ạ? Chúng tôi rất muốn ủng hộ trong mùa du lịch cuối năm này. Anh em làm du lịch rất là chào đón quý vị, quý khách đến với các điểm du lịch của khắp nơi ở Việt Nam.